Sinh viên nào bây giờ nha, mày đứng vét bảng, mai bố mua mì cay, bố gửi tận nhà bắt ăn, quay clip lên. Mẹ anh em vào đấy để nó bắn ulti xong rồi. Ôi dồi ôi, đặt ulti để Odin nó đụng được à. Sinh viên đặt ulti đây để cho nó đụng Odin à. Đâu. Thôi, đi anh. Còn đừng đứng leo ơi, làm gì đấy leo. Mày leo, làm gì đấy leo. Leo đấu chí với chan đó. Mua ngay mì cay cây bút cho tao. Mua ngay mì cay cây bút về ăn. Lên clip cho bố mày xem. Mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một số những cái dòng sản phẩm có thể nói là perfect dành cho anh em luôn. Hôm nay tôi mới khám phá ra một số những dòng sản phẩm. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ví dụ như cái này, nó gọi là snack. Hoặc là có thể các bạn có thể lựa chọn đây. Đây, pepero. Được chưa? Đây là bánh nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này, nhìn trên hình thôi đã thấy nó ngon rồi. Cũng là đồ ăn Hàn Quốc nhá các bạn nhá. Ui, tao cho Leo với Nghĩa một cái kèo, chỉ có một người được nhận thôi. Một là Nghĩa nếu mà top frag thì Nghĩa ăn kèo. Đấy, Leo với Nghĩa thằng nào top frag. Top frag thì team phải win nhá. Nghĩa top frag, mai anh tặng cho Nghĩa một thùng pepero ship đến tận nhà. Ok chưa? Anh em tình hình ở đây thế nào? Không báo gì luôn mà hai ông. Ủa trên à, mà đang bắn nhau, đang bắn nhau. Rồi, chap chap, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. 63 cả lô nhá. Anh hút giáp. Leo sậy đi qua của đấy. Một thằng mặt rồi. Ui. Học rồi, học rồi. Thùng bim bim phải ở lại rồi. Thùng bim bim phải ở lại rồi. Nhưng mà quả đấy em support cứng. Được một gói. Được một gói á? Được. Leo của đấy đánh giá dũng cảm. Dám đi qua quả slow. Tiếp tục đi Leo ơi. Đi đâu? Đừng đừng leo ơi, làm gì đấy leo? Ba. Đói. Hảo ơi, phá lỗi. Em leo, làm gì đấy leo? Thèm bim bim anh ạ, thèm bim bim rồi. Mất ngay gọi bim bim nha, mất luôn gọi bim bim nha, hết nha. Mất bình tĩnh nha. Mẹ mày sao một quay của tôi đi chạy qua để hở chất để cho địch bắn, mà ba thằng nó bắn mà. Mở cửa đây. Nhớ flash, mở phát flash luôn. Flash. Bệ, ai để qua, check gần sắp phải đi. Ôi. Người gì này, mẹ có sắp phải bóng. Bà má. Sắp phải một, sắp phải một. Mẹ. Cứ như chuyện một đỉnh kia. Ném một quả thôi chứ nhớ. Trời ơi, cái gì thế này. Đúng bốn sinh viên luôn mà. Tứ đại sinh viên mà. Mẹ mày toàn sinh viên thôi, sinh viên Brim cánh cụt, sinh viên Leo Bát, sinh viên Hiếu Nghĩa. Anh sẽ bốc xa đây. Nó vào cửa. Vào được đây không? Dẹt 140 rồi. Ê, chết rồi. Một phần nào dẹt yếu này. Con tí kìa trời. Một trong bom. Một trong bom cuối. Trong bom cuối. Mày không ulti à? Bắn luôn mà. Đấy đi không? Lại phải tôi vì có thể giúp mấy cái sinh viên này được. Đeo giữ chắc đây. Có những rubble đây, rubble còn á. Rồi còn nha. Ui ôi. Một rubble á. Rồi. Đây rồi. Hai rồi, hai với hai thôi. Thằng dẹp lần cuối ném smoke ở B. No PK. Chưa qua em đâu. Em nghĩ bây giờ em với anh cứ giữ nhau thôi. Nhau là sao? Mấy bảo sao bắn trước kinh thế. Ra đây bắn cùng anh đi Leo. Ra đây bắn cùng anh. Có gì anh còn bật ulti được. Nó đang kê mình cứ kê lại thôi. Thôi em kê nhá. Hay. Sinh viên bom man. Được không? Phải canh mấy sinh viên này, canh mấy sinh viên này nhiệt tình luôn mà. Mọi người ơi, em nói này. Em có trái Molly ấy, bắn vô waterfall là giết được cái con chamber lúc đó tay le ấy, mọi người quốc lên gần đừng tạo tiếng ấy. Cái này em kêu giạt rồi, giạt quốc lên đây này, okay. Này đừng giạt. Ok, tin em nhá. Thôi đừng tạo tiếng quốc rồi. Để em thăm mình, rồi em kêu giạt là giạt này. Dạ. Nó mất tay le rồi. Gần, sắp phải. B một.
Ui, được, yếu yếu yếu, phết yếu rồi. Móc 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 cuối. Từ 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 từ. Từ rồi, từ rồi. Ôi giời ơi, leo đấu trí với cháp nó này. Hả? Phá cái đi. Mệt thật sự, leo sinh viên leo bát nhá. Cháp thì đéo phá đi, cứ đấu trí với cái cháp à. Ui, sinh viên leo bát đâu. Cháp 3 chết 15 sinh viên leo bát ơi. Đẹp nó kỹ quá anh ạ. Thôi ông giải thích ít thôi. Lần này đổi nhá. Lần này đổi nhá. Hai sinh viên nhá. Một thùng mì được chưa? Một thùng mì đến từ nhà Ca Food dành cho sinh viên nào top 1. Mẹ à, mà team phải win. Rồi, được anh Nghĩa ơi. Team phải win. Đấy bây giờ đến lượt sinh viên leo pick đi. Nói ít thôi. Đấy, em vẫn thế à? Thế bây giờ mà bét bảng thì sao hả sinh viên? Sinh viên leo bây giờ nha, mà đừng bét bảng, mai bố mới mua mì cay bố gửi tận nhà bắt ăn quay clip lên. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Khoai không? Lia này. Mít. Mít mít này. Mít đâu, mít đâu. Mít bỏ đi anh, bỏ đi em shop lại nha, bỏ đi. Bách đi. Đâu rồi? Shop lại em sẽ bỏ lại rồi. Chạy đi, chạy đi. Hiện. Dẹt yếu nhá. City kìa, hay này. Dẹt yếu chết. Ui. Sao đây, đây, kêu roi lại đứng đấy à, leo. Kêu roi mắc kịt tiếp à. Lại sinh viên leo bát rồi, lại sinh viên leo bát rồi. Lại em bỏ rồi đấy. Cay thật sự. Yếu, yếu. Hay này, hai yếu, hai yếu. Sắt phải, chích sắt phải. Không check sắt phải ở high speed. Không nghĩa nó sẽ là người vào. Không điên là mày phải check sắt phải. Sinh viên leo ơi, là sinh viên leo. Đây đây bây giờ. Kêu roi đứng backside đấy. Vào backside đứng chưa anh? Kìa mít kìa mít kìa. Mít còn. Đâu được, nếu ăn được thấy cày. Sinh viên leo bắt lại chết rồi à? Chết chay rồi anh ơi. Trời ơi. Sinh viên ơi. Sinh viên leo ơi, một bấu. Như nó áp được, nó hút được giáp. Mít, ăn mít đi. Còn, từ từ, chờ con đi hết giáp ra rồi bắn. Đừng, nó đang có giáp. Brim ơi, nó đang có giáp. Rồi, đi cùng nhau, đi cùng nhau đi. Bỏ Bimen đi, bắt thằng trong kia trước đi. Thằng Bimen muscle mà. Thằng backside vết rồi. Rồi, backside. Rồi, vào ăn luôn, vào ăn luôn. Hết giờ, gỡ luôn, gỡ luôn. Kịp, không kịp, kịp rồi. Mẹ, sinh viên leo bát ơi. Ôi, 0.01 lần. Mẹ, sinh viên leo bát toàn chết rồi mà. Em lên 1. Mẹ, có súng quá, gạt súng quá. Ôi giời ơi, leo ơi. Sinh viên bẩn mắt leo bát, không chết 4 đấy các bạn thấy không? Này. Em pick Killjoy cho pick đầu tiên luôn mà. Vẫn ngu. Ai. Em móc lại mắc kịt nha, móc lại mắc kịt nha. Ui ui, gần. Từ từ anh đợt đón á. Anh đón. Em chui vào em spam thôi. Cẩn thận trong sầm mốc rồi. Dính này. Không, sát trái. Hai. Nó ulti, Sùi đâu. Còn một hai mắc kịt nữa này, Đi lên một á. Cái thằng đến lóc ấy, cái anh kia nó không chết rồi. Kệ thì đéo nào nó quay anh. Mẹ kệ. Kìa City bắn anh kìa. Leo ơi. Đây. Hai đây, sao đây, đâu lừa bạn. Đây, 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 sinh viên leo bát bắn mít không sinh viên leo bát. Ôi leo solo B bắn đi tích B thế là sao hộp sáu bát này mít một kệ leo đi bà leo chết anh em mình cứu đứng sao kê đi thằng Flash thằng Omen kê City mắc kít dạ ổn đấy hay nghe B vào một ok kệ đi leo chết đoạn cứu một thùng sót nha kệ đi cứ đi từ từ thôi về đây rồi hay rồi cứu đi ui là hút được em rồi kệ đằng đéo nào còn hơn là bọn tao chết. Hai. Bình tĩnh. Có này. Bình tĩnh. Cung. Thằng mù ấy. Cung này, chuẩn bị hiện này. Cung lỗi à? Nó nốc sai. Chết. Không, sau lưng. Không à, này em bảo luôn. Móc. Kê đi ăn. Ok được, rồi. Này. Đi qua.
Rồi bao giờ chết hẳn. Bắn từ từ thôi, bắn từ từ thôi. Rồi hay. Sinh viên Leo Pass không chết rồi. Yếu hai. Ok ok. 4-5 bọn tao quen rồi. Em phát đồ cái cho. Chết kìa. Bố bắt bài. Ui, chết hai đẹp luôn. Phá cung, phá cung. Plat, có plat gì không? Có plat không? Ai plat không? Mà đây em giữ bên nhau mà. Backside. Tôi biết nó ngồi xuống smoke mà các bạn. Backside hết. Hai backside luôn, backside cuối. Rồi, thằng đáng. Hai. Mẹ tôi biết là hai thằng đấy ngồi trong quả smoke mà. Tôi bắn cái sốc đa thẳng vào đấy luôn mà. Các bạn thấy ảo không? Khác đéo hack. Sinh viên Leo Pass chơi game đi sinh viên. Đừng anh em đừng cho tao chứ. Sao lại cho sinh viên Leo Pass? Mẹ thằng bờ rim. Mẹ mày người ta tốt quá đang đéo cho. Đi cho thằng sinh viên không bởi. Sinh viên Leo Pass để xe đi sinh viên ơi. Để xe đây đi, để xe đi. Có biến tao ulti luôn. Ở đây em gõ mày này. Mày Xính đông. Từ từ, bỏ đi, nó phải sống lại mà. Em có ulti. Ulti đi. Vào, ulti đây. Ulti đây đây. Cẩn thận, nó sống bốc. Nó đẩy ra land đấy, để em bỏ lại. Chưa phá được. Trong land bị bỏ lại ấy, trong land. Các bạn thấy không? Thấy không? Tôi bắn Inni đây không? Nó khác không? Khác bọt Inni hữu kia không? Này, tôi bắn trúng Z này, ulti dính này, chết một thằng này, hai thằng mất nửa máu này. À có. Khó shot vậy. Cung này, cung. Hai. Rồi con này, đây, trước mặt này. One enemy remaining. Mid cuối. Ôi thôi tôi bỏ mid cuối. Rồi mid lần 3 nhá. Đông lắm. Đây, qua này. Một nữa nha. Cung kìa, hiện kìa. Không mà không bắt được. Radar với sắt cháy, radar sắt cháy này. Dính này. Em cây. Mày à mày. Spike planted. Sát cuối. Anh gỡ luôn rồi. Leo cơ. Này á, anh thấy thành con nhé. Nào. Các sinh viên nhìn tôi bắn chưa? Các sinh viên. Killjoy ơi, ở lại kê móc Killjoy ơi. Sinh viên Leo ơi. Cung này. Rồi. Qua số bốc kìa. Sinh viên, các sinh viên ơi để tôi. Vào được. Rồi, một đẩy đâu rồi. Spike down A. Đẩy khắp nơi. Brother. Nó đã đẩy hết anh cần mày quắc về đây này. Đúng rồi. Từ từ, anh bắn cung. Ui, bắn cung này. Từ từ. Trái ơi. Sao thùng luôn, chỉ có sao thùng. Nghĩa ơi, giạt rộng ra sớm đi. Rồi, cuối ngoài đấy. Cuối mệt luôn á. Hay Leo ơi! Sinh viên Leo Pass! Cái gì đấy bỏ đi? Thôi đừng đẩy anh Nghĩa ơi! Anh có ulti! Biết gì về anh này thì biết gì về anh đấy! Ui! Sắp đẩy chưa? Rồi Heaven 1! Heaven 1 đặt xe ra Leo ơi nhanh lên! Thao tác như người già luôn mà! Nó bắn xe ra bắn luôn Leo ơi! Ok. Thôi. Mùa rim này. Đừng sao bật nào nét sớm thế, nó còn chưa đặt kit mà. Ai quả đấy lỗi. À thế à? Bắn. Sợ. Ui, anh bom để ý cái tốc độ anh leo ra. Nó chậm. Già vãi lì luôn. Đấy các bạn nha, đây là tác hại của tập gym nhá. Tập gym nhiều người nó bị chậm ấy. Nó giống leo ấy. Thế anh leo cứ bảo phi được mà, anh leo cứ phi. Ôi, phát hiện lỗi. Chúng mày lúc này chúng mày quắc cái
chúng mày có đi có phi đều đâu. Thôi, xe đi anh. Xe lăn trong tim. Cô mẹ xe không kê đâu. Ném ba lô nết ra check đi. Hầm rượu có thể có. Không phải đấy lỗi. Này làm được, lỗi. Vẫn lỗi. Mẹ nó lỗi rồi. Biết là lỗi rồi. Gần gần một đây. Từ từ. Nói gì ở biết này. Nói gì ở biết. Cùng ngay. Có thể sát từ phải. Em có kinh thế. Em vẫn sờ bóng rồi nhá. Ulti nó có ulti Sova mà. Bẹ anh em vào đấy để nó bắn ulti Sova. Ui dồi ôi, đặt ulti để Odin nó đụng được. Em ơi. Ý sinh viên ơi, sinh viên đặt ulti đây để cho nó đụng Odin à. Tôi không nghĩ là có Odin đấy cơ. Ôi sinh viên ơi. Phải vào thôi. Còn 20. Smoke đâu. Ba giây thôi, không có. Mẹ đục chết. Defenders win. Nếu mà thua được game này, sinh viên Leopard đặt ulti đây để cho nó đục ấy. Còn về ai xây mày đặt ulti trên cái thùng đấy à sinh viên? Đâu em đi mấy lần không thể tin. Ông giải thích ít thôi, không nhưng mà không có một thằng nào, không có một thằng ở trên đời đặt ulti trên cái thùng đấy cả. Đâu em có đặt ulti trên thùng đâu. Thế mày đặt ở đâu? Dưới hốc. Em đặt ở dưới hốc để kín cái side B mà. Trời ơi, sinh viên siêu trí tuệ. Muốn tặng mẹ mì tôm các kiểu, cây phút các kiểu. Tặng được cho ai luôn mà. Team của sinh viên Leo Pat à, mẹ sinh viên Leo Pat 8-18. Vào pick con Killjoy được cho pick đầu tiên. Sữa này, các kiểu này. Mẹ mai sinh viên mua ngay mì cay cây phút cho tao. Mua ngay mì cay cây phút về ăn. Lên clip cho bố mày xem. Tao vào group cho bố mày. Mẹ mày 8-18 à.